không lừa người ta được lần thứ hai đâu tụi con ơi. Tụi mày chỉ là thằng ca con hát. Không có tụi mày đất nước này không nghèo, không có tụi mày dân không đói khổ, đúng không? Tụi mày bán lời ca tiếng hát thì người khác mua. Tụi mày là một lũ ăn chận, rõ ràng đến giờ này tao vẫn nói tụi mày là một lũ ăn chận, ăn cướp tiền của nhân dân. Tụi mày không có lòng tự trọng. Nếu tụi mày tự trọng, tụi mày đã không bị tao lôi ra từng đứa và tụi mày ói ra từ từ. Bây giờ tụi mày cứu cánh bằng cách là đi kiện tao hay đi liếm đứt tao. Tao trách tụi mày đó, hàng triệu triệu người dân, mày kiện được hết không? Bây giờ qua một cái công văn tụi mày trồi lên, tụi mày đi ca hát, tụi mày đi đóng phim. Tụi mày không có lòng tự trọng, không có liêm sỉ. Cái thứ gì trên đời này tụi mày cũng biết, trừ cái tụi mày không biết là không biết nhục trước công chúng, đúng không quý vị? Tao lôi tụi bay ra, nếu tao nói sai thì tao đã không yên với tụi mày tới ngày hôm nay. Hôm nay cái cứu cánh của tụi bay là một cái văn bản của Bộ Công an. Nhưng tụi mày hãy hỏi hết lòng dân đi, những cái hành vi của tụi mày có thay được tội lỗi của tụi mày hay không? Tụi mày ăn không được, tụi mày đành ói ra, chứ tụi mày không phải là loại tử tế. Tụi mày không phải là những cái loại mà đi quyên góp để làm từ thiện bằng từ tâm, mà tụi mày kinh doanh bằng nghề từ thiện. Kể cả ông Đức Hiển nữa, 20 năm nay ai cho ông tự động đi quyên góp tiền từ thiện? Ông vi phạm bao nhiêu cái điều luật của đảng viên, có đúng không? Cho nên tụi mày đi thua tao hay tụi mày đi liếm đứt tao, tao chấp hết tất cả tụi mày cộng lại đi kiện tao đi. Nếu tụi mày kiện được tao, tụi mày kiện hàng triệu người dân này nè, có đúng không? Ai nói rằng tụi mày đúng? Tụi mày chưa có dấu hiệu để khởi tố tụi mày đi tù. Thật sự ra tụi mày có quyên góp tiền từ thiện không? Có ăn chận hay không? Cái chuyện đó cả nước biết, người dân nào cũng biết. Tụi bay chẳng qua là khắc phục hậu quả. Nếu tao không lôi đầu ra đó thì thằng Hoàng Yên, thằng Hoài Linh á, ối tiền ra không? Rồi thằng Võ Hoàng Yên đi quyên góp 14 năm á, tại sao không minh bạch trước công chúng luôn đi? Tại sao không làm cho ra ngô ra khoa trước nhân dân một lần đi? Kẻ làm người không làm, có đúng không? Bây giờ phải minh bạch cho rõ ràng đi. Đâu có lý do nào mà tao đi tố giác tội phạm, rồi ngày hôm nay tụi bay đi tố giác tao. Tao chưa bao giờ biết sợ bất cứ một thế lực nào. Ai cũng một lần sống một lần chết. Nếu tao vì nhân dân này, tao thức tỉnh nhân dân này, tao giác ngộ cho nhân dân này, mà tao phải chết vì nhân dân này, không bao giờ Nguyễn Phương Hằng này hối hận. Thấy bà hạng sai, bắt nhốt, nhốt ngay bà luôn, để cho bao nhiêu người dân này